Ui ô. Hai con liên tục. Sợ thật. Lỗ khá là sâu, như kiểu là chôn sóc hoặc là thầy cáo nó ở trong đây. Đây ở đây có cái vết mà rác nó bới vào trong. Đấy, nhưng mà không có cái gì để xiên đâu. Đây để thử, đây để xem. Vừa nãy xiên cái cây bé bé mà khá là sâu rồi. Chưa, cái gốc cây này cực kỳ là to mà không biết nó đi đâu mà vẫn còn vào được các nơi. Đây, cây này nó rơi ở tầm gần 1 mét rồi. Dưới gốc cây thông này cực to luôn, không biết nó sẽ đi đâu. Mà cái cây này thì nó cũng bị mục rồi. Đây này, rỗng hết vào bên trong. Không biết là có con gì làm tổ ở trong đây không. Mà nghe chừng là nhìn cũng khá là nhẵn. Chưa nhìn thấy cái gì luôn mọi người. À, cái khu vực này là khu vực này là khá là nhiều cái cây ruột gà, hay là gọi là cây dạ cẩm. Mình vẫn gọi là cây dạ cẩm. Đây là cả nhà. Đấy. Đấy. Khu vực này rất là lắm luôn. Đấy. Đấy. Đây là dạ cầm tím. Cái ngọn lá của nó lên là màu tím này này. Nó có hơi màu tím tím, anh tím ở bên trong cái kẽ lá. Đây để quay cho mọi người xem. Đây. Đấy. Đây cũng là một cây này. Thường thường thì rất là nhiều người là hay nhầm lẫn với cây dạ cầm này với một cây khác. Thì những người mà đã theo dõi mình rồi ấy, và đã sử dụng cái cây thuốc này rồi thì biết cái công dụng của nó, chữa về cái vấn đề về dạ dày hay là nhiệt miệng. Những ai bị nhiệt miệng thì sử dụng cái này, hoặc là dạ dày. Đó là một cây thuốc cũng khá là tốt trong cái vấn đề điều trị dạ dày và cũng như là HP. Ra cái cây thuốc này thì có thể là hợp với cơ địa từng người. Có người thì hợp với người uống rất là nhanh, và có người thì cũng khá là lâu thì nó mới có hiệu quả. Thế nhưng mà sử dụng dầu thuốc lam thì nó, những cây thuốc lam này thì nó hiệu quả, nó ăn thì cái vấn đề là nó sẽ từ từ và nó sẽ an toàn hơn là rất là nhiều so với thuốc tây. Đây, ở đây lại có một cây ăn quả được. Anh em mình thường đi rừng, mình đi rừng thì thường vặt cái quả này để ăn này. Đây, cây vú sữa, quả vú sữa. Ăn nó cũng gần giống như là, ăn gần giống như là quả sung ấy. Và rất là giòn. Mời mọi người nhé. Ăn nó giòn lắm. Nhiều dây thế nhưng mà các cái cây khác nó leo vào cũng khá là nhiều. Nên là mình sẽ phải tìm những cái bụi nào mà nó đỡ công nhặt đi. Bởi vì khi nhặt cái cây này mà nó lẫn cùng với cây khác vào thì cái hiệu quả thuốc nó sẽ giảm đi rất là nhiều luôn. Đấy, một mình ở trong rừng sướng lắm. Thỉnh thoảng nghe tiếng chim hót ở trên kia này, phê tai luôn. Đấy. Đấy, cả nhà có nghe đấy không?
tiếng gió thổi vào lá thông nghe nó xì xì xào xào luôn. Ở đây có một cái cây khá là hay này, một cái hoa khá là hay luôn. Đây, đây mình đi vào quay cho mọi người xem. À, ây, khá là rộng. Đây mình nhặt cái bông hoa lên cho mọi người xem. Đây, đây, mọi người nhìn thấy đẹp chưa? Quá đẹp chưa? Mọi người nhìn tưởng tượng nó giống cái gì? Cái màu của nó này. Và sờ nó rất giống một cái gọi là cái chăn nhung. À, cây sang là cái nhung sang. Cái hoa này thì nó đã rơi rồi đấy, cái sang đỏ hạt nó ở bên trong này, xong rồi nó rơi xuống xong rồi nó lại mọc cây khác lên. Cây của nó đây, như cả nhà nhìn thấy này đấy, hạt nó đây, hạt rất to, hạt như to hơn cái hạt đậu đen của mình khá là nhiều, tới gấp đôi gấp ba luôn đây. Khi mà nó chín rồi nó rụng xuống, xong là nó cái cây này bé. Đây, nhưng mà cái quả hoa nó đây này, đây là cái quả của nó, hoa thì nó bé bé thôi. Đó, một cái cây hoa của rừng khá là đẹp luôn. Cái này nó cứ rụng xuống là nó sẽ mọc rừng mọc nhiều cả nhà. Cái này nếu mọi người mà thích trồng cái cây này ấy, trồng từ bé thì để mình lấy cái hạt này mình cho biếu tặng mọi người. Đấy là những ai mà thích trồng những cây này, bởi vì là đây lại hạt là lấy hạt được miễn phí mà. Mùa này thì mùa này lấy được hạt khá là dễ, đó là chỉ trong vòng cái mùa này thôi. Tầm 3-4 tuần nữa, trong vòng 1 tháng nữa là nó sẽ rụng hết đấy. Thế nên là mọi người mà ai thích thì cứ nhắn tin cho mình. Đây này, ở đây này. Đấy, những cây bé bé như này thôi mà nó ra cái chùm hạt chùm quả rồi. Đấy, ui dồi, cây này nhìn phê chưa. Quả này nó cũng thật là nhiều hạt luôn này. Đấy, đẹp thì thôi rồi. Đấy, cây quả nó đây, quả nó đây. Một cái cây bé bé này mà nó ra rất là nhiều quả luôn này. Đấy, cây bé lắm. Đây rất là bé. Đây cái gốc của nó đây, rất là bé, lên được cái đọt như thế này. Và đây là cái cành non, vẫn chưa có quả. Đây, nhưng mà cái cành này, đây cũng là cái cây sang này. Thế mà nó ra, một cái cây cành này nó ra rất là nhiều, nhiều chùm, nhiều quả luôn. Đây một, đây hai này, đây ba này. Khả năng là có những cái hoa nó rụng rồi. Nhưng mà phải công nhận cái mặt trên của nó sờ sướng lắm, nó mềm như chăn nhung của mình luôn. Đấy, đẹp thế, dã man thần trường. Lấy cái hạt này về là gieo là chắc chắn nó sẽ sống luôn, đẹp lắm. Tự nhiên phát hiện ra có một cái tổ chim nó rơi xuống. Chắc là rơi cũng khá là lâu rồi. Từ trên cái ngọn cây này rơi xuống đây. Mà con chim nó làm cũng khá là đẹp luôn này cả nhà. Nó bậy là bên trong không biết nhìn cái lỗ đâu. À, lỗ đây, lỗ tận trên này. Rồi, chắc không còn gì ở bên trong nữa. Cũng chưa biết chừng là nó mới rơi thì sao. Không còn gì thôi. Này. Mọi người ơi, mọi người nhìn thấy cái con chim non ở trong này không? Có khả năng là trong cái trận mưa gió đây. Đây. Đấy. Nó làm bên trong là một cái lớp lông. Đây này, ở đây có một xác của con
một hay hai thì mình cũng không nhìn rõ, thế nhưng mà nó bị chết trong này, có khả năng là rơi xuống đây là nó chết đấy. Không biết chim gì, không biết tổ chim gì luôn, tiếc quá. Này, không biết là cái cây nào nó rơi xuống, chắc cái đợt mưa gió vừa rồi, dông lốc vừa rồi nó mới rơi xuống. Cái con này cũng khá là mới. Chỗ này sướng quá cả nhà. Đây, ở dưới đây có cái hồ ngắm sướng lắm. Nhưng mà chỗ này thì cũng không được cao lắm. Nhìn được một tí cái hồ chỗ này thôi. Mình đang ở khu chết rất là cao. Đây, nhưng mà có cái tổ chim ở đây. Mình đang phân vân này. Không biết đây là tổ của đại bàng hay là diều hâu hay là loài chim gì khác. Nhưng mà nó làm trên đỉnh ngọn cây này. Chắc là đại bàng. Đây, cả nhà nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy. Nhưng mà chưa thấy con mẹ hay là dấu hiệu gì. Không biết là có trứng hay là lở đàn con gì chưa. Đấy. Khá là to luôn. Một tổ rất là to. Nằm treo veo trên đỉnh cây thông. Từ cây thông này lên trên đấy cũng phải tầm 10 mét đấy. Khá là cao. Không nhìn thấy gì luôn. Ngồi nghỉ đây tí nữa, theo dõi xem là liệu có đàn, có con mẹ nó về không. Rồi lại tí đấy, tiếp tục hành trình đi lấy cây thôi. Bây giờ là mình sẽ sang cánh rừng bên kia để xem là bên đấy có cây gì. Nhìn khu bên đấy là phát hiện ra là cái gen xoa cũng khá là nhiều. Và sang bên đấy để xem là đã đủ tuổi để khai thác chưa. Đường là đi này, đi vòng theo cái đường mòn này. Đấy, vào rừng là cứ đi theo cái đường mòn này, đi là sẽ sang nơi thôi. Bây giờ đi sang bên đấy xem như thế nào. Khá là ghê. Bên này thì cũng có cây ăn xoa thế nhưng mà cũng chưa khai thác được rồi. Đoạn dốc khá là cao luôn, chắc là mọi người là không phát hiện ra. Đấy, tay phải giữ phanh. Đấy, bây giờ hiện tại là nếu mà đi để số ấy, mình vẫn đi số 1 để đi xuống dưới đây. Thế nhưng mà cái kinh nghiệm mà đi rừng ấy, thì khi đoạn dốc cao như thế này thì sẽ tắt máy, không để lỗ nhé, tắt nó chìa khóa hẳn đi nhé. Đấy, tắt chìa khóa hẳn đi xong là sẽ để thả cái dốc này. Đấy. Thì nó sẽ trôi theo cái, nó vẫn còn số, nó cứ thế nó trôi thôi. Đấy. Thì nó sẽ đảm bảo an toàn. Đấy. Nó sẽ lỗ máy nhưng mà theo tình trạng là lỗ máy nó gồng thôi, thì nó lưu giữ xuống mình nhé. Đấy, cái dốc nó cao chưa? Xuống nơi an toàn rồi. Ghê thật. Đấy, kinh nghiệm mà đi rừng nó là như thế đấy mọi người. Hôm nay đi là tiết trời cũng khá là mát.
có gió. Một con kia nữa, đầu nó đâu rồi? Ui, ui, nằm ngay gốc cái cây này, dã man tàn bạo. Thì ra nó nằm ở đây rồi. Ui, kinh thật, phải nói cái gốc này to dã man mà có hai con nó nằm đây luôn. Ui là liệu có phải nó đang mùa giao phối không? Con này nằm yên luôn. Con kia, ui, vừa mình nhìn thấy cái đuôi nó ở đây rồi, nằm đây rồi, hai con luôn. Ui chà chà, ây chà chà, con này như kiểu nó đang muốn quay lại nó cắn mình luôn này. Ghê giận thật, ghê luôn. Ủa, con này nó thở ác chưa? Hóa ra nó nằm trong này mọi người ạ. Đấy, mình tưởng là mình nhìn nhầm vào cái cây này. Thế nhưng hóa ra nó nằm kia. Đấy, bắt đầu nó trườn rồi. Ui dồi, này, nó nằm với gốc cây này, sợ chưa? To đùng. Mình cứ tưởng nó phi xuống đây rồi. Ôi, chà chà. Đấy. Đi đâu? Sợ chưa? Cái nhà này đây chưa? Hắc man đấy. Mà lồng thột đấy, cho ra đây cho mọi người xem. Ý, bắt được rồi, giữ được đuôi rồi. À, cái đầu nó đang ghi vào kia kìa. Đầu đang ghi kìa. Đấy, ui dồi, nó quay kìa. Ui, nó quay kìa. À, định mổ chắc. Ôi, nhưng mà phải đẩy con kia đâu cơ. Không biết nó nằm ở chỗ nào. Ghê chưa? Man tàn bạo. Ui giời. Ui, con này khá là dài thân thuật luôn. Coi nhau vào. Thôi, hơi ngật. Đấy, đi rừng này mà nó mới lắng xong nó đi ra. Nó đi ra nó nằm, nhưng mà không biết con kia nó nằm ở cái trọng bọng nào cơ mọi người. Các khả năng ở đây nó có cái bọng gì ở chỗ này rồi, nên nó nằm ở trong này rồi. Ở đây là mình cũng không nhìn thấy, lỗ thì rất là to đây, nhưng mà không nhìn thấy. Đây,
ở đây là khuấy. Ui, gì thế? Không phải để ý không là nó lại thò đầu ra ở chỗ nào thì toi. Không nhìn thấy luôn. Không biết nó làm đâu rồi mọi người. Cây to thế, dã man. Ở đây là có các lỗ kiểu là bị mục rỗng rồi. Nó nằm ở đây. Để lấy đồ thử ra xem con kia nó nằm ở đâu. Con kia mình quay đi quay lại là không thấy đâu. Để thử xem là con kia đâu. Ủa, rỗng. Ui. À đây 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 đây. 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 Ôi giời ơi, một cục đây này cả nhà này. Một cục làm ở đây này. Tàn bạo chưa. Ôi giời ơi, ui ui. À man, tàn bạo. Đấy. Con kia nó chạy rồi. Mình vừa ra xe lấy cái đi, lấy đồ ra đây để quay cho mọi người xem mà. À, quay đi quay lại mất tích. Đấy, con này ấy ra. Ui ôi, thả nào có cái bọng ở đây, nó nằm ở đây. Dã dạ man. Hai em liên tục. Sợ thật. Đấy. Đấy. Con này cũng không to, nhưng mà con này nó cũng rơi tầm khoảng cân. Ui, ui giời ơi. Ui giời. Ui giời ơi. Cái gì vậy? Gì vậy? Quay cho mọi người xem tí thôi rồi. Làm sao mà phải giữ. Làm sao mà phải giữ. Làm sao mà phải bỏ. Làm sao mà phải. Sợ chưa? Đấy, không biết được con kia nó nằm đâu rồi. Không biết nó có nằm đây hay nó bò ra ngoài rồi. Ác man nông thôn. Ác man nông thôn. Ác man nông thôn. Sợ thật. Kinh. Mà không biết được con kia đâu nhỉ. Ui đây. Ui giời ơi, ở dưới này nó lên. Ở dưới này nó lên. Ôi, đây. Sợ ác chưa. Ấy. Ý. Hai con liên tục. Sợ thật. Ấy. Gốc này nó nằm đã man rồi. Thôi. Trong này nó có bọng rồi. Hai con này. Đây. Đấy. Một đôi, một cặp luôn. Thôi, chạy ra tôi cả. Đấy, quay cho mọi người xem thôi. Hai con ác man, thật sự nó đi đâu đấy. Mình không hiểu là trong này nó có bọng sâu dưới này đây. Ngoài này bây giờ chỉ còn mỗi cái vỏ thôi. Kệ đó thôi cả nhà. Đói là quá. Ui ơi. Này. Ui dồi, không biết nó nằm ở đấy từ lúc nào. Mình ngồi cái tự nhiên là nó đầu lên nhìn thấy phì cái. Sợ thật. Ấy. Thời tiết ngày hôm nay xấu quá cả nhà. Mây mù bao phủ khắp trời rồi. Đấy, mây đen này. Có khả năng là tí nữa mình sẽ đi lên trên cái đỉnh núi trên kia kìa. Thế nhưng mà đang có mây mưa đang ở trên đấy. Không biết là Lý tí này lên đến nơi thì có bị dính mưa không. Rất là cao, bao phủ hết đấy ngọn núi à. Hy vọng là lên trên đấy là thời tiết thay đổi. Bởi vì là mùa mưa này nó cũng chỉ là bất chợt là đám mây thôi. Hy vọng là cũng không bị dính nước mưa. Mới đi được 5 phút thì bắt đầu trời đổ cơn mưa cả nhà. Bắt đầu đút phun hạt. Nhưng mà
trước mặt mọi người ở chính giữa màn hình kia là cái chùa Lân, thuộc một trong những dãy chùa của Yên Tử. Hôm nay là thời tiết nó cũng không được đẹp lắm nên là nhìn không được rõ. Đấy, một quả đồi sừng sững luôn. Mà như mọi người nhìn thấy này, những cái đường ấy, đây là họ làm đường để cho xe ô tô đi lên, vòng vèo qua các cái sườn núi này, ác man chưa? Ghê luôn, thế mà đi lòng vòng mà lên tận trên đỉnh như thế được, rất là cao luôn, rất là đẹp. Có một chút thay đổi cả nhà, bởi vì là nhìn thấy hiện tượng là cơn nó rất là cao, thì mình sẽ không đi lên trên đỉnh núi nữa, sợ là lên trên đấy sẽ gặp mưa. Thay đổi chiến thuật là đi xuống cái khe suối này. Ở đây có một cái khe dòng suối cực kỳ là đẹp luôn, nó trải dài ra tận lên trên kia, nó đi tận xuống dưới này. Đấy. Ngày hôm nay là mình đã đi dọc theo khe suối này để xem là đây có gì hay không để quay cho mọi người cùng xem. Nhưng mà xuống cái dòng suối này nó sạch, nó trong vắt, cá thì cũng khá là nhiều nhưng mà toàn cá bé rồi. Đấy, bơi dưới kìa, nó lẫn vào cái màu đá nên là mọi người không phát hiện ra. Ui dồi, cá nhiều thế, sợ thật, nó phi ầm. Cái này thì cũng không bắt được, ra tí để tàu teo. Nhưng mà cứ mùa hè này cứ đi xuống khe suối là sướng, cái màu xanh như thế này cũng sướng thật, trong vắt, mùa hè tắm mát lắm, sướng phê đời thì thôi rồi luôn. Trời đang mưa rồi cả nhà ơi, có khả năng là mình sẽ phải trú ở đây một tí. Đang đi thì mưa lâm thâm, bắt đầu là mưa dày hạt rồi này. Cái chỗ địa điểm này cũng khá là đẹp, nhưng mà trong ngày hôm nay thì khi mà trời mưa đấy, ở dưới suối này cũng khá là nguy hiểm, bởi vì là có thể là trên đầu thượng nguồn nó dồn nước xuống là gây ra hiện tượng lũ quét. Nhưng mà khi đi như thế này thì cũng phải để ý ở khu trên, mình vừa đi vừa để ý theo thời tiết xem như thế nào, bởi vì khi lượng nước nó xuống thì là mình có thể cảm nhận được. Đấy là riêng đối với mình là mình đi nhiều nó quen rồi, mình có thể cảm nhận được. Mọi người đi không quen hay đi chơi ấy, thì tốt nhất là mùa mưa này thì nên tránh cái khu vực sông suối ấy, đi một chút, bởi vì là khu vực này nó dễ có hiện tượng lũ ống lũ quét. Đây này, ở đây có cái cây khá là hay, mình cũng không biết là đây này cây gì, không biết đây có phải là cái quả hay là cái bị bệnh, cái lá nó cũng bị xoăn xeo như thế này rất là nhiều. Đây nữa này, nó xoăn xeo vào như thế thôi, xun xun vào như vậy này. Cả nhà mà đi rừng ai biết được cái cây này thì nó có công dụng hay là tác dụng gì không thì bảo mình nhé. Đấy, nó hót ở đâu mà nghe vang trời luôn. Vào trong rừng này nghe tiếng chim đã tai rồi. Rừng suối này thì chim cò nó về nhiều, lỗ nước rồi. Một cái bãi suối cực kỳ là rộng luôn, mênh mang. Nhìn cái phiến đá ở chỗ này nó hay chưa cả nhà? Nó cứ theo cái vạch nước nó xối vào cái là nó rô ra này. Những cái viên đá vỉa nó xếp tầng lên đây, nhìn khá là hay. Đấy, tạo hóa tự nhiên cho những cái phiến đá đẹp chưa, nó xếp đây quá đẹp. Đi dọc theo con suối này là hình như là mình cứ đi được một đoạn cái thì mưa cái lại phải chú ý. Đấy,
Bây giờ lại mưa rồi. Ui, khu khe suối này nhìn hay chưa. Mùa hè mà xuống đây mà tắm thì ải ối xì mà luôn. Dọc theo ở suối này không có cây nào giá trị lắm ở đây. Ở đây là có cái cây bồ chát này đấy, vừa mới nói xong nhìn thấy chưa. Gốc cây bồ chát ở đây thì nó cực kỳ là to, loại này làm thuốc thì tuyệt vời luôn. Đây như cả nhà nhìn thấy, nhìn rất giống cây mẫu đơn nhá. Khá là nhiều video rồi mình đã nói về công dụng của cây này rồi. Cái công dụng của nó cũng giống như là cái tiếng gọi của tiếng gọi tên của nó, bồ chát. Bởi vì nó chát cực kỳ luôn. Đây hoa đó đây. Hoa này bây giờ nó cành kết thành quả rồi. Mọc cũng khá giống là cây mẫu đơn. Chuyên chữa về các vấn đề về giặc lợn, chảy máu chân răng, sử dụng cái này để ngậm nước và ngậm thì đúng là nó hiệu quả cực kỳ là cao. Sử dụng nó bằng cái thân này chặt ra và để đun nước vào mỗi lần ngậm xúc miệng khoảng tầm 5 đến 10 phút thì cái mọi người khi mà ngậm vào cái này ấy, thì cái cảm giác nó thay đổi cực kỳ là nhanh luôn. Cái chân răng của mình ấy, cảm giác của nó sẽ khít lại cực kỳ là nhanh và kèm theo là nó sẽ lấy đi các cái chất gọi là cái cao răng ở cái răng của mình ra, cực kỳ là hiệu quả, cực kỳ là tốt. Kèm theo nữa là cái lợi của mình nó sẽ bám chặt vào, nó sẽ xe khít lại. Đấy, thì ai mà biết cái cây này, công dụng của cái cây này, biết được và bị những cái vấn đề liên quan đến răng miệng ấy, thì hãy sử dụng ngay cái cây này đi. Bởi vì chỉ sử dụng khoảng tầm một tuần là cái cảm giác nó thay đổi hoàn toàn luôn, rất là nhanh. Đấy, đây có một cây bồ chát rồi. Dọc theo khe suối này rất là ít cây, nó không có nhiều cây bởi vì là những ui lại mưa mà trốn rồi. Trong này trốn vậy, trú mưa. Bởi vì cái cơn mưa này nó không phải là mưa rào mà gọi là mưa theo bóng mây. Nhưng mà ngày hôm nay đi đúng là gặp thời tiết cực kỳ là buồn, mưa liên tục. Đấy, vào bóng cây này trú một chút, nó gọi là hơi đỡ đi một phần nào ấy, để cho đỡ ngấm nước rồi mọi người. Úi giời, đẹp luôn. Đá này ấy, cái địa điểm này ở ban ngày mùa hè ấy, nóng lực mà xuống đây xong là bắt cá. Ở đây thì cá thì chỉ có cá bé chứ không có cá to. Đấy, nhưng mà những cái loại mà lươn, cá lươn ấy, hay là cá ấy, tầm bằng hai đầu ngón tay thì là có, mình đã nhìn thấy rồi. Nhưng mà hôm nay không bắt được, đi một mình thì cũng không thể nào mà xuống bắt được, phải đi này, phải đi đông nó mới vui. Trời mưa cả thế này, không biết bao giờ nó mới tạnh ráo đây. Hy vọng là một tí là nó tạnh ráo, nó chỉ ngớt ngớt một chút là mình lại đi thôi. Chứ ngày hôm nay thì không mong gì đến trời nắng cả. Thấy đẹp chưa? Khúc suối này quá là đẹp. Cái chỗ kia là nước cũng khá là sâu, khoảng tầm nửa mét như đấy là có thể bơi lội được rồi. Đấy, chỗ kia kìa mọi người. Đấy, xanh, ngắt. Chỗ đấy là mát lắm, mùa hè là mát lắm. Ui, trên tay mình đây là một gói cây ăn xoa mang lại hiệu quả cực kỳ tốt cho những người mắc những cái chứng bệnh về vấn đề gan như là gan nhiễm mỡ, xơ gan, viêm gan B, viêm gan C, hoặc là những người bị nóng gan, nổi mề đay do nóng gan, và những người bị tình trạng mất ngủ thì có thể sử dụng cái cây ăn xoa này, nó mang lại hiệu quả rất là cao và rất là tích cực. Thì ai có nhu cầu thì liên hệ ngay cho mình nhé. Ôi, sợ thật đấy. Đến bây giờ vẫn còn giật mình, tim đập thót thót luôn, khủng khiếp thật. Phải nói đúng rồi. Ui đấy, trời ơi là trời. Hôm nay các cụ gánh cổng lưng ngồi ngay ở chỗ này đây, cả nhà nhìn thấy chưa.
Ui ôi, cả nhà nhìn thấy chưa? Sợ thật. Mình ngồi ngay dưới đây, nó nằm ngồi trên này. Ui dồi là, ui giời ơi, như thế này thì tôi chết rồi. Ui, ui rồi, ui rồi, nó dựng này, nó dựng này, nằm ngay. Ui rồi, phải nói là quá khủng khiếp. Ui mày, ui rồi, không biết nó nằm ở đấy lúc từ lúc nào. Mình ngồi cái tự nhiên là ngó đầu lên nhìn thấy phì cái, sợ thật, dã man. Ấy, ấy, hình như là mình động đậy cái xẻng cái là nó quay xuống nó bổ thình cái, chứ không thì nếu mà mình ngồi yên thì cũng không vấn đề gì đâu. Thế nhưng mà ui rồi, đúng lúc mà đi vào đây trú mưa tự dưng là mình thấy nó đây. Sợ thật, ui giời, nó dựng đứng dựng ngược cũng xuôi lên, man thật. Ui, phải nói là khủng khiếp. Mày định làm gì? Tao chỉ vào đây chú mưa thôi mà làm gì mày này? Mày phải giữ đấy, làm gì là phải giữ đấy, tao có làm gì đâu. Đấy, nhiều lúc là cũng nguy hiểm gì đâu, chỉ cần vô tình không may nó nằm ở đấy, không may thôi. Đây là trường hợp không may, chứ không ai muốn xảy ra, bởi vì nó cứ vô tình và đúng cái lúc mà nó đang chính mưa đấy, chứ không nó đã mở đường rồi. Sợ thật. Vừa nãy là nó nằm ngay ở chỗ này, nằm ngay ở chỗ này mà mình không để ý này, sợ luôn. Có giỏi thì xuống đây mà mổ, có giỏi thì xuống đây mà mổ. Bỏ vào đây, đây, đây à, khi xuống đây thì đấy, lúc nào nó nhìn thấy cam, lúc nào nó nhìn thấy cam, bởi vì cái cam nó nóng mà, khi mình quay này cam nó nóng, nó sẽ nhận rất là nhiều, nó nhận luôn. Cơ thể mình mà có nhiệt độ rất là lớn nên nó quay lại nó mổ là chuyện bình thường. Sợ thật, hú hồn hú vía. Mà con này cũng to đấy cả nhà, con này cỡ đứng yên thiên thiết, nó đứng yên thiên thiết luôn, nó như kiểu là đây, tay ra đây xem nào, quay được cho mọi người xem nó sáng hơn. Đây, ui giời, to khủng. Đấy, mọi người bỏ má, có leo cây không? Đây, nó leo cây rồi. Ai nó nhìn, ui, nó mổ cái gì bên trong? Đó, nó mổ cái gì bên trong luôn? Sợ thật. Đấy, nói đi mổ đi, dê hồn. Mày lấy cái lưỡi nó cứ thẻ thẻ. Đấy, yêu. Nó dùng lưỡi này nó cả nhiệt đấy. Bỏ chưa? Cả nhà gặp cái trường hợp đấy bao giờ chưa? Chỉ cần là không may thôi. Sợ thật. May quá, cạnh mưa rồi. Thôi có khả năng là mình cũng chuồn này. Đây, nó vẫn cứ làm đây này. Đây, nó sẽ làm đây. Nó dựng đứng được một xuôi. Mình cứ di chuyển tới đâu của nó nhìn. Nó nhìn được. Đấy, di chuyển đến đâu nó nhìn đấy. Bọn này nó nhìn rất là nhanh, rất là nhạy luôn. Ôi, có khả năng là mình cũng chuồn này. Bởi vì là không dây. May quá hôm nay là không bị mổ phát vào đầu. May, tại sao đấy mọi người? Tại sao khi mà mình đi rừng này, mình sẽ mặc cái áo này và cái chùm cái đầu này? Bởi vì tránh cái trường hợp là có những con vật hay là con bọ, con sâu, con rõm hay là rắn rết gì nó ở đằng sau gáy của mình ấy, mà nó mổ đằng sau gáy là cực kỳ là nguy hiểm luôn. Và mình phải chùm cái đầu nó an toàn. Thôi, di chuyển ra kia, khả năng là bây giờ là phải di chuyển sang bên kia xem như thế nào. Sợ thật. Chiến đến nơi rồi đấy. Đấy, may thật. Này mà không may mà nó ngồi lên. Ui giời, giật cơ mình. Cây thông cực kỳ là to,
Trời ạ, như là nó mới đổ sao này. Úi giời, sợ thật, cây thông như thế này mà nó còn bị hạ gục bởi vì thời gian và ui là cây này nó phải cao đến tầm 30-40 mét, rất là dài, to chưa, sợ thật. Vành của nó này, thôi mất đường đi. Đây này, sau bao nhiêu năm nó mục rồi, dã man chưa, nó mục cái là nó đổ ngay này, chắc là gặp cái trận gió đây vừa rồi nó ăn, gọi là ăn chỉ một tí chỗ này thôi, đây nữa ấy, gỗ thông thì rất là thơm, nó có một cái lượng tinh dầu rất là thơm, thơm lắm. Cái này mà gỗ này mà làm những cái đồ gia dụng ở nhà thì cũng thơm, nó cũng kiểu là dạng là giống như kiểu bạch đàn ấy. Ủa, đây có con bồ củi này. Thế bồ củi đây nhìn rất là khác luôn mọi người này. À, đây này. Đấy, con này cũng là một vị thuốc tráng dương, bổ dương, cường thận này. Đấy, tăng cường sinh lực, một trong những bài thuốc ở trong các con. Đấy, ở đây có một con thôi. Thường thường thì nó, ê, đây, mới phát hiện ra liệu rằng ở đây khu vực này nó con có không? Đây này cả nhà này, đấy, đấy, đây, ở đây, đấy. Hai con động vào cái nó gập gập cái đầu ngay. Rồi, đã phải đi vòng thôi, không thấy nữa rồi, không thấy con nào nữa rồi. Rồi, phải quay xuống rồi cả nhà. Đây, đường vắt vắt lên đây. Nào mà tí khả năng là mình sẽ phải đi tìm đường vòng xuống dưới hay đi lên trên đây. Mình đang đi lên trên đây để đi tìm cây, nhưng mà nó chắn ngang cái này không chơi, không chơi được rồi. Sợ chưa? Quay đầu là bờ. Mới mưa xong cả nhà. Mùa này là mùa mưa, thế là đi rất là khó thôi. Đấy, đường này nước lóng bóng nó chảy ra. Nhưng mà mưa này vẫn là mưa ít thôi, chưa phải là mưa dài, mưa dầm. Mình lấy được gì lối này. Bây giờ vòng qua đường kia, đấy có người, người nào đây? Ơ, cái gì chú ơi? Ôi, cái gì chú ơi? Sao vậy chú? Cái gì? Xe làm sao? Cái gì hả chú? Ơ, cái gì chú? Phi 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 là cái gì? Xe hả? Là như thế nào? Có cái gì à? Chú thì như có cái gì ở trong xe đó hả? Có con gì ở trong xe, xe bị hỏng? Con gì á? Như kiểu này là rắn à, rắn à? Ui, rắn gì đâu? Đâu? Có thấy đâu? Cháu có thấy đâu hay chạy mất rồi? Nhiều chạy mất rồi. Không thấy. Này chú đi đâu đây? À, đi lấy cây. À, đi lấy cây, Có thấy đâu chị? Không thấy đâu chị. To không chú? To lửa cổ tay sao lại không thấy nhỉ, hay là nó hiện tại chưa nhìn thấy đâu cả luôn rồi. À, đây rồi. Ôi rồi, thảo lao
làm. Ôi đây là cái đuôi. Đuôi đây, đuôi đây. Ui. Cái gì chú? Ôi à, đầu. Ôi đầu nó đây. Ôi. Ôi ôi nó quấn ngay cái lốp xe này. Ôi giời, hổ mang, hổ mang, hổ mang. Ôi giời, nằm yên đi tít luôn này. Sợ chưa? Ôi con này, con này hình như là nó ra nó lột chú ơi. Con này nó ra nó lột mắt đục ngầu. Này. Mắt đục ngầu rồi. Ê, 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 ê. Ôi giời, nó bành, ôi nó bành. Ôi này. Này. Bọn này nó vẫn cảm được nhiệt đấy nhá. Ui mày chưa? Thế nó đã cắn chú chưa? Chưa. Mày đấy. Lấy cây á. Từ từ từ, đừng 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 đập, đừng đập, đừng đập. Đập là ấy đấy. Thôi. Sợ nhỉ. Cái này vừa chú ngồi lên xe rồi à? À nhìn thấy hả? Ra lên đây cái nhìn thấy gì? Ui này. Sợ nhỉ. Dã man mày chưa? À, nó nhìn này. Ui ui rồi ôi. Nó cảm nhiệt gái nè. Ui. À. À. Ôi để được lựa 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 để cho nó ra. Ui giời. Con này nó đang ra nó lột này. Đấy. Nhìn chưa? Ôi giời ơi mày. Ui nó thở kìa. Nó thở kìa. Nhìn sợ chưa? Nhìn như kiểu là nó muốn chiến đến nơi rồi đấy. Đấy. Mày thật. Này mà không may mà nó ngồi lên. Ui giời. Giật cơ mình. Phì luôn. Sợ nhỉ. Con này đúng là lột rồi. Đang kiểu là ra phơi nắng là lột này. Mới mưa xong này. Đi ra đi. Ui giời. Sợ rồi. Đấy. Con này mà nó cắn là hết hơi đấy. Ông chú đi đào được cây nhiều cây chưa? À được chỗ này cái gì? Hôm nay lại gặp ông chú ở đây. Nhưng hôm nay cháu quay, cháu cứ đăng mặt lên nhá. Có phải đăng mặt không? Không á? Làm gì mà ngại, có vấn đề gì đâu. Đăng lên trên mạng bình thường mà. À, đấy. Hôm nay lại vô tình gặp ông chú ở đây. Ê, nghe chừng là chú cháu mình lại có duyên. Đấy, phát hiện ra rắn này. Đấy. Ôi giời, nó lại luồn vào đấy rồi. Ui giời ơi kìa. Ui con này bành nhìn ác chưa. Đã man thần trưởng chưa. À ra rồi, ra rồi. Đấy cứ để nó ra. Ừ cứ để nó ra. Đấy sợ chưa. Con này là con này cũng phải được tầm cân rưỡi hay cân rưỡi đấy. Ôi giời. Ra rồi. Kinh dài thế. Con này đang mắt mù chân chậm nên là đi rất là chậm nhá. Nếu mà không phải là mắt nó mù mà nó không nhìn thấy gì đâu. Nó cắn ngay đấy. Nó cảm nhiệt nó cắn ngay ấy. Rồi ra rồi, ra rồi. Rồi để cháu cho nó ra đây. Chú có bắt không? Có bắt à? Thế thả nhá. Đấy. Ê ơi. Bành lên ngay. Aman. Rồi, mày cũng xéo ơi. Con này dài thế. À, con này phải dài cứ tầm mét rưỡi. Rồi. Ông chú về chưa? À chú ơi, cái đường này đi lên trên kia là bây giờ thì đi vòng cái này mới lên được chứ đúng không? Đi vòng cái này lên thì trên kia là vừa đấy cháu lên là có cái cây nó ấy rồi. Đấy. Lùi luôn. Thôi. Khả năng là đi vòng lối này đúng không? À. Rồi, thế để cháu đi lối này xem sao. Thôi, ấy đi xong là nhìn chú nhìn xem thử xem là còn con nào nữa không hay là còn một con. Úi giời, có quả nếu cày nhìn hay thế. Phải chưa? Chú kiểm tra ô cốp xe chưa? Yên xe chưa? À không có. Mình cũng phải để ý cẩn thận chứ không may mà ngồi lên mang rắn về nhà.
Sau rồi đến đêm nó bò ra rồi nó nằm dương thì đúng là tai họa đấy. Đợt trước thì cháu cũng gặp mấy lần rồi, sợ lắm. Thôi đi rồi. Thôi cháu đi nhá.